ơi, thương quá đứt ruột luôn à. Dạ. Ba ok mà. Trời ơi, ba cố tình bay giờ sớm á, một ngày nữa để có nguyên ngày chủ nhật với Polo luôn á. Cái lịch cũ là bay là ngày thứ hai, Polo đi học mất tiêu cả ngày, ở buồn chết. Tảng đá lứt lớn luôn rồi mà nó sụp xuống và mình cũng ngã xuống với cái bồn nước đó luôn. Đó. Rồi bắt đầu nguyên cái tảng đá nó sắn xuống chân mình luôn. Đó, ra máu me tùm lum hết trơn, bét úa xua. Thế là phải may lại tùm lum, may vô bệnh viện Mỹ liền lập tức. Rồi viện phí Mỹ chóng mặt xỉu luôn á. Nghe viện phí Mỹ là chóng mặt là xỉu liền lập tức luôn á. Cảm ơn em thức đợi ba nha. Đi đón em ba đi đó. Em chào anh Hưng nha. Cảm ơn các bạn nhiều, cảm ơn cũng nhiều nha. Thank you. Rồi em qua đây đi. Em ngồi với ba đi. Ôi thương quá. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em nhiều lắm nha. Ôi mặt em buồn vậy hả? Trời ơi thương quá đứt ruột luôn à. Dạ. Ba ok mà. Trời ơi, ba cố tình bay giờ sớm á, một ngày nữa để có nguyên ngày chủ nhật với Polo luôn á. Cái lịch cũ là bay là ngày thứ hai, Polo đi học mất tiêu cả ngày, ba buồn chết. Giờ bây giờ ba ru con ngủ nha. Ha, ba dỗ con ngủ với ba nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hưng đã về tới Việt Nam rồi, về tới quê hương là yên tâm vô cùng luôn. Tóc tai xấu xí, Hưng phải đội nón xong rồi trùm này lên đeo kiến khẩu trang để Hưng tránh cái tình trạng người ta chụp hình xong người ta làm meme, đã chế giễu, nói những điều không hay đó. Thậm chí Hưng cũng nghe nói những người xấu tính nói mình này kia, lo sợ số không bán vé được, ở đâu mà ra. Hưng bị chân Hưng thiệt chứ bộ nào, cái chân Hưng này. Trời đất ơi, bó tới đó luôn vậy đó. May rất nhiều mũi luôn. Nó chém tùm lum hết trơn á. Nhưng mà sức khỏe của Hưng thì ok, trời thương cho sức khỏe rất bình thường. Mặt mũi không bị gì hết, tay bị trầy chút xíu như này thôi. Lúc đó cái rồi nó chém đỡ qua đó, nó rớt nguyên một cái đồi xuống. Thì lúc đó là cũng gần ao chương trình rồi. Đó, mà mọi người đang cổ vũ sung quá. Trời ơi, cứ hò hét, đầm nhát với lại Lâm Nhật Tiến nữa, với Hồng Ngọc nữa, ba anh em hát. Đó, thì có một cái bồn nước ở giữa đó. Thì mình muốn đứng lên đó để mình ao cho đẹp luôn. Hưng với Ngọc cả muốn cả hai đứa cùng leo lên cơ. Nhưng mà thấy nó, mình nghĩ là mình nó chắc chắn á, cái mình định lên đó. Không ngờ là nó là cái bồn rời, cái miếng đá rời đó. Cái tảng đá lứt lớn luôn rồi. Và nó sụp xuống và mình cũng ngã xuống với cái bồn nước đó luôn. Đó. Rồi bắt đầu nguyên cái tảng đá nó sắn xuống chân mình luôn. Đó. Nên là rất là đau. Trời lạnh lúc đó nữa, gần như mình không biết cái gì luôn mà chỉ muốn đi lên thôi. Trời ơi, chạy ra máu me tùm lum hết trơn, bét búa xua. Thế là phải may lại tùm lum, may vô bệnh viện Mỹ liền lập tức. Rồi viện phí Mỹ chóng mặt xỉu luôn á. Nghe viện phí Mỹ là chóng mặt là xỉu liền lập tức luôn á. Ôi trời ơi, không có đâu muốn đâu. Mọi thứ áo quần rồi bài vở đã chuẩn bị xong hết trơn rồi đó. Tập tành mọi thứ chuẩn bị cho tới ngày công diễn thôi. Đó, bây giờ mới như thế này thì phải chịu thôi. Cho chúng nó làm bác sĩ Mỹ yêu cầu một tháng. Đó. Thì một tháng thì trong tháng 4 đó thì anh Mỹ anh bận. Vì Mỹ bận và sân khấu cũng bận luôn, sau khi kẹt. Cuối cùng giờ vào đầu tháng 5. Đó, để không có sự chuẩn bị nó lành lặn hơn để anh tập nhảy lại cho nó. Nhưng chưa tập nhảy bài nào hết trơn luôn á. Mà chân như vậy là chưa biết sao luôn. Cho nên là phải cố gắng để cho nó lành hẳn luôn. Xong rồi mới tập nhảy. Mình hăng quá, mình diễn đúng là sinh nghiệp tử nghiệp thiệt luôn á.
Đó, sư phụ nói đúng, xin nghề tốt nghiệp cũng biết là hết muốn nói hơn này, cản hoài cũng được. Đó, nhưng mà lần này thì cũng là lần kinh nghiệm lớn, bài học lớn cho mình. Đó, mình không có mạo hiểm gì được nữa. May mà có bạn bè thân yêu rồi chị em bên đó rất thân. Đó, có những người như Hằng Lê nè, rồi An Phạm, rồi phòng khám của Singapore ở đây nè, nghe tin là hỗ trợ liền lập tức luôn, kinh phí chuyển qua để thanh toán bệnh viện. Rồi chủ tiệc cũng chịu rất lớn, con số rất lớn nữa. Bây giờ là ở nhà với polo, xong rồi đem cái loa lên trên phòng để học bài, tập diễn như tập mà nhảo nhạc luôn tất cả mọi thứ. Đó, tại vì một số những bài mới đang hòa âm lại, rồi mashup cũng làm lại, soạn lại. Một số bài xin được, một số bài xin không được, phải tháo gỡ ra để soạn lại mashup khác. Đó, cho nên là cũng có một khoảng thời gian để chuẩn bị lại mọi thứ thật là kỹ càng hơn. Cũng may là lịch trình tháng 5 đó, một số các ca sĩ cũng rất là open, cũng là thương và giữ lịch cho anh đó, để anh theo chương trình. Mọi người ơi, khán giả thân yêu của Hưng, fan của Hưng ơi, Hưng đang bị tai nạn vậy đó, cho nên là cái chương trình nó phải bắt buộc để chờ đợi cho Hưng lành. Đúng như là bác sĩ Mỹ yêu cầu 1 tháng nó phải lành hết được tất cả mọi thứ, nên là lịch không thể diễn ra như mong muốn được, nên Hưng quyết định phải dời qua tháng 5. Rất mong ngày 4 tháng 5 ở Sài Gòn nha, sân khấu y như cũ, 4 tháng 5 ở Sài Gòn và 18 tháng 5 ở tại Hà Nội. Rất mong những ai đã thương Hưng thì thương cho trót nha, đã mua vé rồi đó thì thôi đừng trả lại nha. Đó, cho tặng cho người bạn bè hay là người thân gia đình đó, đi xem ủng hộ Hưng đi nha. Còn ai sắp xếp được thì Hưng rất là mừng, còn ai mà không đồng ý nữa thì lấy tiền lại thì bên Hưng cũng phải chấp nhận để gửi lại tiền đầy đủ cho mọi người. Nói chung là lịch trình sắp tới là Hưng ở nhà khoảng thời gian khá dài, ở trong nhà chắc ở lâu, trong nhà trắng lắm, ở nhà ngoài trắng da dài tóc, rồi để tập tành bài vở kỹ lưỡng thiệt là nhuyễn nhừ luôn, sẽ làm tất cả những gì hay nhất, đẹp nhất của live show này để dâng tặng mọi người, để lại cuộc kỷ niệm cho cuộc đời của Hưng. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã thương Hưng, quan tâm theo dõi. Mọi người đừng có nghe những cái thông tin, những cái lời nói của những người họ câu view á, nói Hưng này nọ linh tinh. Xin mong mọi người đừng quan tâm. Hưng đã về tới đây rồi, nói chung là Hưng bị tai nạn, mình nghĩ cũng lại, ngày tới nghĩ lui cũng rất là hên, may mắn đó, lỡ mà nó lên tới đây hay nó trúng vào chỗ nào khác thì mình như thế nào nữa đó. Mình nghĩ tích cực, Hưng phải lạc quan để giữ vững tinh thần cho mọi người, chứ không thôi là si sụp theo. Một lần nữa rất mong mọi người sẽ thương Hưng, ủng hộ Hưng nha, cho Hưng lên tinh thần để mau lành bệnh. Vé ở Sài Gòn đã đang bán, vẫn đang bán nha mọi người nha, tất cả hàng đầu, hàng VIP đó, gần như sạch hết trơn rồi đó, bắt đầu tới hàng thứ ba rồi nha. Dãy hàng thứ ba đó đã bắt đầu đang bán nhiều, còn hàng thứ nhất thứ hai là gần như là kín, vì là những VIP, những khách hàng họ chiêu đãi khách hoặc là tiếp khách mời bạn bè đó, mua hết trơn rồi. Hưng là người rất mạnh mẽ, be strong đó, luôn, ngay cả lúc mà ngay đối diện này chưa một lần nào khóc, chưa một lần nào rơi nước mắt hoặc mà than vãn hoặc làm cái gì mà nó nặng nề để kéo tất cả mọi người xuống cả đó. Cho nên là Hưng phải rất mạnh mẽ luôn. Chương trình vẫn tiếp tục chạy như vậy, và việc bản thân Hưng phải tự như thế nào đó, nó dễ sợ như nào kéo ra đó, để phải dùng những cái ghế này cho nó khỏi va chạm đó, đó. Không bị hoài luôn á, chân cẳng tay chân đi hát lúc nó xin nghề tử nghiệp thiệt luôn á, nên hát cho sinh viên cũng đổ máu đó. Rồi bây giờ đây là cái lần nặng nhất, rất nặng nhất luôn á. Con nha, vậy cho con mừng quá, vậy con mừng quá luôn. Mừng quá luôn, mà nhớ cô lồ lắm luôn á, có được mang cho cái áo đấy không á. Con gửi mời con lộ, bây giờ con lộ lên ba dỗi con lộ ngủ ha. Cái này của anh đã là quen với cái đồ chơi này rồi. Hello Phúc, hello chị Ba.
Trời ơi, công chúa thức khuya mà nói vậy là happy lắm nha. Hello. Yes, hello.